xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật được phát hình trên băng tần 57.8 của đài IBC TV và Galaxy 19 vào lúc 7 giờ tối hàng ngày và phát lại vào lúc 7 giờ sáng và 11 giờ trưa ngày hôm sau theo giờ California. Chương trình này nhằm giúp quý vị có một đời sống thân tâm an lạc và tự tại. Nhật Bảo Minh và Diệu Nguyện hôm nay được xin mời Hòa Thượng Thích Viên Lý, đại viện chủ chùa Điều Ngữ và trụ trì chùa Diệu Pháp. Chúng con xin kính mời Thầy gửi lời chào đến tất cả khán thính giả. A Di Đà Phật, xin kính chào cô Nhật Bảo Minh và cô Diệu Nguyện. Kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Yeah. Thưa Thầy, trong chương trình ngày hôm nay thì Thầy sẽ tiếp tục đề tài gì đến quý khán thính giả? Cảm ơn cô Diệu Nguyện. Thầy sẽ tiếp tục cái đề tài 12 nhân duyên. Và trước đây thì chúng tôi đã có dịp chia sẻ với quý vị về vô minh. Thế nào là vô minh? Từ vô minh có hành, thế nào là hành? Từ hành có thức, thế nào là thức? Từ thức cho nên có danh sắc. Thế nào là danh sắc? Và từ danh sắc nó dẫn đến cái mà trong thập nhị nhân duyên gọi là lục nhập. Nếu mà không có danh sắc thì không có lục nhập. Mà nếu không có lục nhập thì không có xúc. Khi nãy cô Diệu Nguyện có hỏi là tại sao mà có lục nhập vậy? Bởi vì lục nhập là xấu cái giác quan. Sáu giác quan đó là gì? Mắt nè, phải không? Là một, mũi là hai, tai là ba, lưỡi là bốn, thân là năm và ý là sáu. Mà danh và sắc đó là nó gồm có thân và tâm. Nếu mà mình chỉ có cái thân mà không có cái tâm thì dù mình có mắt mình cũng không thể, mình tiếp xúc với cái gì đó mình cũng không thể biết được, phải không? Nó không có cái thức thì nó không phân biệt được. Tại sao mình nhìn cái màn hình mình biết đây là cái màn hình màu đen hay là kia là cái bức tường màu vàng, ở cái chỗ nọ là cái cây màu xanh? Tại sao mình biết? Nếu mà cặp mắt mà mình móc cặp mắt ra cũng là cái cặp mắt nhưng mình móc mình để trên bàn thì rồi mình để cái cây trước cái, hay là cái chậu hoa ở trước cái cặp mắt này, nó có thể phân biệt được cái này là màu vàng, cái kia màu xanh, cái nọ màu trắng không? Không. Nó phải nhờ cái thức, phải không? Nhờ cái tâm, phải không? Chứ còn nếu mà cái mắt không có thì như cái cặp mắt của người chết chẳng hạn, phải không? Nó không còn cái thần thức ở trong cái thể xác nữa, cho nên nó không có cái khả năng tiếp xúc. Dù mình có để một cái cảnh vật nào đó trước mắt nó cũng không thể phân biệt được, mà nó phải nhờ cái thức mới phân biệt cái này khác với cái kia, hoặc giả là giống với cái nọ. Thành thử ra sáu cái cơ quan đó nó đưa, chẳng hạn như bây giờ cái lưỡi chúng ta có thể tiếp xúc với một cái ớt hay là một cái chanh hay là một cái hạt muối, thì với hạt muối thì chúng ta biết là nó mặn. Với cái chanh thì chúng ta biết cái này là chua. Với ớt thì chúng ta biết là nó cay. Nhưng mà nếu cái lưỡi mà chúng ta cắt cái lưỡi ra, chúng ta để trên bàn rồi chúng ta bỏ cái ớt vô, bỏ cái chanh hay là cái muối, lưỡi nó cũng không thể phân biệt, phải không? Nó không thể biết được. Cho nên phải nhờ cái thức, phải nhờ cái tâm. Thì những cái giác quan, kể cả cái tai, nếu mình cắt cái lỗ tai mình để cũng là cái tai, phải không? Nhưng mà mình hát hay là mình chửi hay kể là mình có đánh trống như là múa lân rầm 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 như là hôm Đại Lễ Phật Đản đi nữa, thì cái tai nó cũng không thể tiếp xúc được, nó không thể nghe được. Như vậy thì dựa vào đâu mà cái tai nó nghe? Dựa vào cái tâm thức, phải không? Cho nên rất là quan trọng. Như cái lục nhập mà nó có xúc, tức là cái sự gặp gỡ, tiếp xúc, cái giao thoa giữa căn. Căn ở đây là chủ thể, mà trần là đối tượng. Đối tượng được tiếp xúc và chủ thể đang tiếp xúc. Mà nếu nó không dựa vào những cái yếu tố khác thì cái sự tiếp xúc đó cũng hoàn toàn
vô nghĩa. Cho nên xúc chính là cái sự tiếp xúc giữa con người và thế giới, giữa con người và những cái hiện tượng chung quanh, qua sáu cái cơ quan tri giác. Đó là cái điều mà nếu mà chúng ta phân tích kỹ thì nó còn dài dòng nhiều hơn nữa. Thì hai cô thấy sao bây giờ, ví dụ như bây giờ hai cô mà có tiếp xúc với một cái gì đó, chẳng hạn như lỗ mũi, ha, không, mà mình ngửi một cái mùi hoa rất là thơm, hoặc giả là đứng gần ở bên một cái đống rác thì nó rất là hôi, thì cái gì mà nó làm cho hai cô biết cái đó là hôi hay là cái đó là thơm? Có phải là thức không thầy? Sự, đúng rồi. Sự phân biệt thì mà. đó nhờ cái thức mà nó phân biệt không biết được. Con cũng nghĩ là thí dụ một người mù hay là người mà họ bị điếc á, nhiều người họ nói là bây giờ nếu tôi không có mắt, tôi không thấy được á, là tự nhiên những cái giác quan của tôi có thể làm việc được. Nhưng mà thật sự ra bây giờ mình mất mắt mình ra hay là mình cắt lỗ tai mình đi thì cơ thể mình đâu có thể là điều hòa tất cả ngay lập tức được, cũng là phải là thời gian để làm việc lại bình thường. Hay là để thay thế con mắt đó hay là đôi tay đó. Còn cũng giống như những người mà họ mất đi rồi họ cúng, họ không phải cúng nhưng mà họ cái donate cái thận của họ hay là gan của họ, họ hiến cho những người khác đang bị bệnh nằm trên giường bệnh viện á, thì nếu để trên bàn á, thì cái gan nó không có thể làm việc, phải vô trong cái thân, vô thân trong thể. Cái cơ thể rồi mình sao nhờ đó? Những cái chỗ khác nữa nó phụ vô nữa. Phải hợp nữa chứ. Giống như cái đồng hồ đó, nếu mà chỉ có một cái ốc này thôi thì nó đâu có chạy được, mà phải nhờ cái khác. Rồi giống như tivi cũng vậy, hay là cái xe cũng vậy, nếu mà chỉ có cái vô lăng không đâu có được, mà cái bánh xe không cũng không được, phải không? Mà cái máy không cũng không được, cái đó là mình tự lăn đi. Cái máy mà không có bánh xe làm sao mà nó chạy, phải không? Rồi bánh xe nó chạy mà không có người lái, thành nó tùy thuộc lẫn nhau, nó liên hệ một cách rất là mật thiết. Và cái mà mình tiếp xúc mà mình nhận biết, cái mà bằng con mắt thì cái đó gọi là nhãn thức, mà bằng cái lỗ tai cái đó là nhĩ thức, mà bằng cái lỗ mũi cái đó là tỷ thức, phải không? Bằng cái lưỡi gọi là thiệt thức, bằng cái thân gọi là thân thức, bằng cái ý gọi là ý thức. Khi mà phân biệt thì nó liên hệ đến duy thức học. Mà một cái chương trình trước đây khi mà chúng tôi phân tích về thức, chúng tôi có nói về 8 thức và tâm vương, 50 món tâm sở vân vân và vân vân. Nó nhiều lắm, không phải là đơn giản như là chúng ta nghĩ. Cho nên học Phật nhiều khi mình học cả đời mình học không hết. Thì hai cô có gì cứ chia sẻ, rất là cứ thoải mái chia sẻ đến với quý khán thính giả của đài. Hoặc chẳng là có câu hỏi gì thì... Dạ thưa thầy, thập nhị nhân duyên theo như trong chương trình trước đó, thầy nói là 12 nhân duyên này làm cho mình đau khổ đúng không thầy? Đúng. Vậy thì tại sao lục nhập sinh ra xúc mà cái sự đó lại làm cho mình đau khổ? Tại sao mắt của mình nhìn thấy, tai của mình nghe lại làm cho mình đau khổ? Cái nhìn thấy cũng như là cái nghe thấy từ nó không có vui mà cũng không buồn, không có đau khổ mà cũng không có sung sướng, hạnh phúc, an lạc. Nhưng mà do cái chấp của mình. Vì vô minh cho nên mình không có hiểu được cái này là giả huyễn, cái này là không có thực ngã. Mình không hiểu cho nên mình chấp, mình cho nó là như vậy. Khi mà nó không có xảy ra đúng như là cái sự chấp của mình, cho nên nó cho mình những cái cảm giác buồn hay là vui hay là khổ đau chẳng hạn. Bây giờ cái tiếng từ nó không có là gì hết đó, phải không? Nhưng mà mình nghe người này chỉ trích mình, người kia chửi mình, người nọ lăng nhục mình, cũng là một cái tiếng chửi như vậy. Nhưng mà tại sao mình nghe thì mình vui, người kia nghe là buồn. Ví dụ bây giờ thầy nói trỏng trỏng thôi, chứ thầy không nêu tên cô Diệu Nguyện hay là cô Nhật Bảo Minh gì hết. Thầy nói trỏng trỏng, thầy nói ô cái cô này sao mà như vậy. Nhưng mà nếu một trong hai cô mà thấy hiểu lầm, ô chắc là ông
ông thầy viên lý ông nói mình đó, là buồn. Rồi cái nếu mà cô kia thấy ô ông thầy viên lý ông nói cô kia đúng quá, cái vui cho mong cho ông nói thêm nữa, và cũng là một cái lời nói đó, nhưng mà có người vui có người buồn, còn cái lời nói nó tự nó không vui buồn gì hết, phải không? Dạ. Tại sao nếu mà lời nói đó mà thực sự là nó buồn thì cả hai người đều buồn hết chứ, tại sao có người vui có người buồn, phải không? Hai cô hiểu ý thầy nói không? Thành thử ra tự nó không vui không buồn qua do mình chấp, do cái sự vô minh chấp của mình thành nó làm cho mình có thể là vui có thể là buồn, cũng là một cái lời nói chửi như hay là một cái hành động nào đó. Nhưng mà có người buồn, ví dụ như một cái người A bị chết, người buồn quá người kia vỗ tay cho chết luôn, là kẻ thù, phải không? Còn nếu cũng là một cái chiến thắng, nhưng mà có người buồn có người vui chứ không phải là chiến thắng nào cũng làm cho người ta vui hết, phải không? Cũng là hai người ngồi đó mà một cái sự kiện xảy ra, người cho là chiến thắng nhưng mà người kia cho là bị bại trận đó. Thành thử ra ví dụ như một cái trận banh nó xảy ra như vậy, mà nếu cô ủng hộ cái người cái đội banh này thì vui, mà nếu mà ủng hộ đội banh khác thì là buồn. Hay chẳng là một cái ứng cử viên ra ứng cử tổng thống mà mình hỗ trợ cái người này mà họ đậu thì mình vui, mà nếu họ rớt thì mình buồn. Nhưng mà ngược lại người khác họ thấy cái người kia đậu là họ không, cũng là một người đậu tổng thống nhưng mà có người buồn có người vui. Nó hay lắm khi mà phân biệt mà giáo pháp của Đức Phật cũng thấy hay vô cùng. Dạ, rất là hay thầy. Xin cảm ơn thầy. Xin mời quý vị khán thính giả nghỉ ngơi trong giây lát với phần bảo trợ thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại ngay để tiếp tục nói về thập nhị nhân duyên. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng